danh ca Thanh Hà hoảng loạn khi đối diện với dì ruột cũng là mẹ đẻ sau 40 năm. Thanh Hà sốc và trốn sau ghế ngay trên sân khấu khi đối mặt với dì ruột chính là mẹ đẻ sau 40 năm. Thanh Hà là một danh ca nổi tiếng suốt hơn 20 năm qua với giọng hát đầm thắm đi vào lòng người. Vậy nhưng ít ai biết rằng đằng sau ánh hào quang trên sân khấu lại là những góc khuất đầy tuổi hơn trong cuộc đời gian truân của cô. Mới 2 tháng tuổi, Thanh Hà đã phải rời xa cha mẹ và được nuôi nấng bởi một người gì tên Mười. Nữ ca sĩ không hề biết đó chính là mẹ ruột của mình. Chỉ tới khi rời Việt Nam vào năm 17 tuổi, cô mới được họ hàng tiết lộ bí mật này. Tại buổi giao lưu một chương trình mới đây, Thanh Hà đã chia sẻ về những đáng cay của mình khi trò chuyện cùng MC Trấn Thanh. Nữ ca sĩ còn gất xỉu và gục ngay trên sóng truyền hình vì cuộc trùng phùng hì hữu này cảm ơn chương trình đã cho tôi gặp lại người gì mà chính xác là mẹ ruột của tôi. Đến hôm nay tôi đã biết được họ tên đầy đủ của bà, Thanh Hà nói trong nghẹn ngào. Tình duyên của Thanh Hà khá lận đận, sau khi định cử tại Mỹ, cô phải lòng một anh nhạc sĩ nghèo. Nhưng rồi cuộc tình nhanh chóng kết thúc vì người yêu luôn khiến cô sợ mỗi khi nổi giận. Sau đó, Thanh Hà được đại gia địa ốc Annie Hồ tèo đuổi. Thanh Hà không hề biết tới sự giàu có của Andy Hồ vì anh thường đợi những 8 tiếng đồng hồ chỉ để mua một chiếc pizza cho cô. Mối tình lãng mạn này tưởng như kéo dài lâu nhưng cũng nhanh chóng chia ly chỉ sau 17 tháng chung sống. Đến với người chồng thứ hai, Thanh Hà vẫn giữ lối sống bản năng như vậy nên cũng không tránh khỏi vàn vỡ. Sau nhiều trắc trở trong tình trường, cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười với Thanh Hà khi cô quen biết Roland, chàng nhạc sĩ người Philippines đã đem lòng tôn thờ cô suốt 10 năm qua. Suốt 10 năm gắn bó, cùng trải qua nhiều khó khăn sóng gió, nhưng cả hai vẫn chung thủy bên nhau tới tận bây giờ. Và thật bất ngờ, trên sóng truyền hình, Roland đã cầu hôn Thanh Hà bằng một chiếc nhẫn kẹo. Dù quá xúc động, nhưng cô vẫn đồng ý về nguyên nhân cầu hôn bằng chiếc nhẫn kẹo, râu lần thổ lộ cách đây 10 năm anh từng nói với thanh hà tôi nghèo lắm nếu sau này có lấy cô thì tôi cũng chỉ có chiếc nhẫn kẹo này thôi danh ca thanh hà thẳng thừng từ chối biểu diễn bản hit của harry won Từng cover thành công bài hát Anh cứ đi đi đỉnh đám của nữ ca sĩ Harry Won. Thế nhưng khi được mời biểu diễn lại ca khúc này trên sân khấu, danh ca Thanh Hà lại thẳng thắn từ chối xuất hiện trong một sự kiện mới đây cùng bạn trai, danh ca Thanh Hà đã nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý từ công chúng. Không những thế, nữ ca sĩ nổi tiếng còn nhận được lời mời thể hiện lại bản hit Anh Cứ Đi Đi của Harry Won nhằm giúp vui cho buổi tiệc. Tuy nhiên, Thanh Hà đã thẳng thừng từ chối đề nghị một cách khéo léo nói về lý do từ chối trình diễn ca khúc này thanh hà cũng cho biết đây là ca khúc dành riêng cho harry won một người nghệ sĩ đàn em mà chị rất yêu quý trước đó thanh hà từng cầu vờ ca khúc anh cứ đi đi rất thành công và nhận không ít lời khen từ khán giả Tuy về nước hoạt động đã lâu, nhưng danh ca Thanh Hà ít xuất hiện trong các sự kiện ồn ào của làng giải trí. Hôm qua, chị đến tham dự một sự kiện để chúc mừng một người em thân thiết. Sánh đôi cùng Thanh Hà là người bạn trai gốc Philippines, chuyên gia âm nhạc của trung tâm Thúy Nga, Roland. Khi vừa xuất hiện tại sự kiện, cặp đôi bị tách đôi bởi rất nhiều nghệ sĩ trẻ xin chụp hình chung với Thanh Hà. Họ cho biết đã hâm mộ tiếng hát của nữ danh ca từ nhiều năm nay, nhưng bây giờ mới có dịp gặp chị ngoài đời bên cạnh giọng ca say đắm lòng người, ca sĩ Thanh Hà còn được nhiều đàn em quý mến vì chị luôn thân thiện với mọi người. Trong hậu trường sân khấu, Thanh Hà luôn giữ thói quen chào hỏi tất cả nghệ sĩ, dù họ là lớp đàn em, nhỏ hơn mình nhiều tuổi. Đã từng có một ca sĩ nổi tiếng nhắc chị rằng ở Việt Nam thường chỉ có người giới chào người trên. Thế nhưng ca sĩ Thanh Hà thẳng thắn đáp lời rằng một lời chào chẳng mất mát gì nên chị không tiếc lời chào với bất kỳ ai. Lời chào cũng là cách để xóa tan sự e dè, khoảng cách giữa chị và các đàn em để mọi người có dịp trở thành những người bạn, xây dựng môi trường sở bích thân thiện. Bạn trai người Philippines luôn theo sát bạn gái nổi tiếng. Mối tình nhiều năm giữa Thanh Hà và bạn trai trẻ tuổi luôn là mối quan tâm của mọi người. Dù đã yêu nhau một thời gian, nhưng gặp tình nhân này vẫn thể hiện tình cảm nồng thắm với danh ca Thanh Hà, anh là người tâm lý và luôn chiều lòng cô. Trở về Việt Nam lần này, danh ca ít xuất hiện ở nhiều sự kiện mà cô luôn chọn lọc các sự kiện để dành thời gian nghỉ ngơi gặp gỡ bạn bè. Trong sự kiện, Thanh Hà cũng là ca sĩ được yêu cầu hát nhiều nhất. Dù không có nhạc cụ hay đĩa playback, nhưng chị đã vui vẻ đáp lại thịnh tình của khán giả bằng cách hát chay liền khúc hỡi người tình, sa mạc tình yêu. Thậm chí cô còn bị tách khỏi bạn trai để hát được nhiều ca khúc hơn ca sĩ Thanh Hà tôi từng trải qua giai đoạn tàn vỡ đau khổ. Trở thành khách mời hẹn cuối tuần, ca sĩ Thanh Hà có dịp chia sẻ hành trình làm nghề cũng như những quan điểm của cô về âm nhạc. Thanh Hà kể tính đến thời điểm hiện tại, cô đã theo đuổi sự nghiệp ca hát được gần 30 năm, nữ ca sĩ mong bản thân có sức khỏe thật tốt để có thể tiếp tục cống hiến được sống với niềm đam mê nghệ thuật nói về bí quyết giữ gìn giọng hát cô thừa nhận bản thân phải nghe nhiều thể loại nhạc khác nhau đồng thời cố gắng luyện thành trước khi lên sân khấu kể về thành công của ca khúc sợ yêu thanh hà thừa nhận đó là một cái duyên tình cờ cụ thể trong một lần biểu diễn cô chọn ca khúc nếu như ngày đó để thể hiện dù chưa biết mặt hoàng nhã sau đó, một thành viên ban tổ chức chương trình tiết lộ, người sáng tác cả khúc này đang có mặt ở đây. Tôi thấy hơi bị quê, nhưng sau đó tôi đến gặp Nhã và tự giới thiệu mình. Tôi nói, chị vừa hát cả khúc của em nhưng thấy rất tệ vì biết tên nhưng lại không biết mặt. Lúc đó Nhã bảo không sao vì rất thích tiếng hát của tôi. Thanh Hà kể thêm nhân cơ hội này cô ngỏ lời được hợp tác với đàn em. Khoảng 2 tháng sau buổi gặp đó, Thanh Hà nhận được email của Hoàng Nhã trong đó, nhạc sĩ gửi cô hài cả khúc và nữ ca sĩ quyết định chọn sợ yêu. Nói về lý do, nữ khách mời bộc bạch: "Tôi là phụ nữ đã từng trải qua giai đoạn tàn vỡ đau khổ cũng te tua như những người phụ nữ khác. Tôi tin rằng sự truyền tải cả từ đến khán giả thì không ai hoàn hảo hơn một người phụ nữ từng trải là một người phụ nữ hát tình ca. Hai năm nay tôi đã hát rất nhiều cả khúc này." Thanh Hà tiết lộ thêm ở thời điểm hiện tại, cô vẫn dành thời gian theo dõi sản phẩm của những gương mặt trẻ như Sơn Tùng MTV, Đức Phúc, Eric. Theo cô, ngoài tài năng thì yếu tố quan trọng chính là việc tìm được một người nhạc sĩ sáng tác bài phù hợp. Bạn có giọng hay cỡ nào, có tâm huyết muốn làm mà không có bài hát hay, phù hợp với mình thì làm sao có thể nổi bật được. Giọng ca mới mẻ nào cũng ngọt ngào nêu quan điểm. Đồng thời, khi được hỏi về việc có sợ không, còn đất diễn khi bị thị trường âm nhạc đón nhận nhiều thể loại mới, thành Hà nêu ý kiến. Mỗi người một tiếng hát, một cách thể hiện, nó nói lên cá tính và câu chuyện đằng sau đó. Người ca sĩ hay và giỏi là phải biết kể câu chuyện qua ca từ của nhạc sĩ. Nói thêm về chuyện cầu vờ các ca khúc, cô thẳng thắn cho rằng bản thân phải làm bài hát khác đi. Đồng thời, nữ ca sĩ nói thêm, rất nhiều bạn chưa hiểu hết ý nghĩa, cứ nghĩ rằng bài đó người ta hát thì tôi cũng hát hay và hát được. Đó là lý do tại sao tôi được các bạn trẻ yêu thích cách hát. Vì không phải tôi hay mà vì tôi khác. Khi mình khác, người ta có thể đem so sánh khác với người này nhưng rất khó để chê mình hát giờ. Khi MC đặt giả thiết, nhiều người cho rằng cô đang tìm bài hát mới hơn để chen chân với các ca sĩ trẻ. Thanh Hà cho rằng đã là nghệ sĩ thì sẽ có người yêu mến và người không thích mình. Mình phải chấp nhận điều đó, đã là nghệ sĩ phải chấp nhận sự khen chê và cũng không nên bức xúc để rồi phải cãi qua cái lại. Vì thế, tôi sẽ làm những gì trong khả năng của mình và làm tốt nhất, điều đó mới quan trọng, cô thẳng thắn. Theo Thanh Hà, mỗi người có những cảm nhận riêng nên không thể lấy đó làm điều khiến mình luồn lòng bực bội. Xong cô nói thêm, tôi từng bức xúc và phải đính chính vì người ta nói tôi hát nhép. Thêm nữa là họ nói tôi xạo, láo, nhưng nghệ sĩ khó nói láo lắm vì mình giấu hôm nay thì mai mốt cũng lòi ra.